Hãy bắt đầu hành trình khám phá bí quyết chăm sóc và nuôi dưỡng làn da của GNS, được sáng tạo thông qua quá trình nghiên cứu và phát triển hoàn thiện. GNS là sự kết hợp khoa học độc đáo và hòa quyện các thành phần thiên nhiên như mật ong hoa cam, bơ hạt mỡ và dầu hạt bí ngô. Chỉ lựa chọn mật ong của loài ong chuyên hút mật hoa cam. Mật ong hoa cam là thành phần dưỡng ẩm tốt nhất trong thiên nhiên nhờ khả năng cung cấp độ ẩm cao cho làn da. Bơ hạt mỡ là loài thực vật quý hiếm từ châu Phi, có khả năng nuôi dưỡng và bảo vệ da trước những tác nhân gây hại từ môi trường. Dầu hạt bí ngô, dầu axit béo thiết yếu, vitamin và chất chống oxy hóa giúp tăng cường khả năng bảo vệ làn da. GNS chống lại tác hại của các gốc tự do và môi trường ô nhiễm. GNS sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm thật phong phú với ba tầng hương thơm tự nhiên. Đầu tiên, tinh thần bạn sẽ vô cùng sảng khoái với hương trái cây. Sau đó, bạn sẽ đắm mình trong hương hoa dịu nhẹ. Và cuối cùng, hương vani ngọt ngào sẽ theo bạn suốt cả ngày. Hãy tận hưởng trọn bộ sản phẩm GNS với sữa tắm dưỡng ẩm dạng kem GNS Nourish Cộng, với kết cấu kem mịn không chứa sulfat, nhẹ nhàng làm sạch, giúp da luôn mịn màng và tươi tắn. Và kem dưỡng da tay GNS Nourish Cộng nuôi dưỡng và duy trì độ ẩm, giúp da mềm mại suốt ngày dài, kể cả sau khi rửa tay. Dòng sản phẩm GNS Nourish Cộng nuôi dưỡng, làm dịu và bảo vệ da suốt ngày dài. Trải nghiệm bộ sản phẩm chăm sóc cơ thể GNS Nourish Cộng ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt.